Cuối cùng thì Lisa đã hoàn thành 3 đêm diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse tại Pháp. Tới tối ngày 1 tháng 10 giờ Pháp, nữ ca sĩ sinh năm 1997 cùng bạn trai tin đồn Frederic Arnaud tới dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng giữa Paris hoa lệ và lọt vào ống kính của paparazzi. Đang chú ý, cô được quý tử tỷ phú giàu nhất nhì thế giới tháp tùng bằng siêu xe sang trọng trong buổi hẹn hò này. Lisa bước ra trước để trao đổi thông tin với quản lý nhà hàng trong khi quý tử tỷ phú ngồi chờ ở chiếc xe sang. Sau đó thì CEO giàu có mới bước ra từ trong xe và nhanh chóng được một số thực khách tại đây nhận ra. Từ khi tới Pháp vào hôm 24 tháng 9 tới nay, Lisa nhiều lần được bắt gặp xuất hiện bên con trai nhà tỷ phú. Ngay khi thành viên Blackpink vừa đặt chân xuống sân bay thì Frederic liền điều động vệ sĩ và siêu xe tới đón người đẹp. CEO sinh năm 1995 cũng tới ủng hộ Lisa ở hai đêm diễn tại hộp đêm thoát y vào hôm 28 và 30 tháng 9. Cặp đôi tin đồn đã xuất hiện trong cùng khung hình ở buổi after party sau khi Lisa hoàn thành đêm diễn cuối tại Crazy Horse. Bên cạnh đó thì Lisa còn cùng Frederic tham dự tiệc sinh nhật nữ ca sĩ nổi tiếng Rosalia trên đất Pháp. Bạn có nhận xét như thế nào về vấn đề trên đây? Đừng quên để lại bình luận bên dưới video nhé. Chúng mình là Tốt Sao Hàn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.